Nghệ sĩ Lê Hùng. Bây giờ Châu Tư Long xin mời tất cả cô bác anh chị, chúng ta sẽ thưởng thức qua tiếng hát của nữ nghệ sĩ Lê Hằng. Dạ, kính thưa các cô chú anh chị có mặt trong đêm tang lễ hôm nay, thì Lê Hằng đến đây xin được chia buồn với gia đình của Lê Hùng và Thiên Kiều. Thì không còn bao nhiêu lâu nữa sẽ đưa anh về nơi phần mộ an nghỉ cuối cùng, sẽ làm con cho Đức Phật. Thì một lần nữa Lê Hằng không biết nói gì hơn, xin kính chúc các cô chú anh chị một lời chúc trăm năm trăm tuổi không rủi, ngày nào tiền vào cửa trước vàng sẽ vào cửa sau, vàng tiền gặp nhau chưa vào cái sắt, một phần anh chị mua đất, một phần anh chị mua nhà, trên dưới thương hòa gia đình sẽ ấm no hạnh phúc, bá bá niên trường thọ. Và để nói tiếp chương trình ca cổ thì Lê Hằng sẽ gửi đến một trích đoạn mà bấy lâu các anh chị đã nghe trên băng từ dĩ nhựa TV thành phố đã phát hành, trích đoạn được mang tên Gió Ngựa Cuồng Chinh. Xin mời các cô chú anh chị cùng lắng nghe. Trích đoạn này thì Lê Hằng sẽ hát với năm nghệ sĩ Châu Tử Long. Xin mời em. Nhau xin hai
hai kiếp cùng nhau một mẫu kiểu thăm cầu. Đời tôi cô đơn nên yêu ai đúng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng lỡ là. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, yêu ai cũng lỡ là. Mặc dù tuổi chẳng lối chi. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn. Dù ai đẹp đôi riêng tôi vẫn lỡ là. Kính thưa mấy anh YouTube, mấy anh tác nghiệp, bây giờ vui lòng giờ xích xuống đặng do tụi em trải bàn để đón tiếp khách, vì đêm nay khách rất là đông. Mấy anh YouTube thông cảm nha, mấy anh giờ xích ra chút xíu để cho mấy anh trải bàn. Và một lần nữa thì nghệ sĩ Châu Tiểu Long và nữ nghệ sĩ Lê Hằng xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị và tất cả mọi bạn thân hữu chúng ta rất là nhiều. Và Châu Tiểu Long cũng mong muốn rằng tất cả bạn bè, anh em, tình đồng nghiệp nghệ sĩ đến chia buồn đám tang của nghệ sĩ Lê Hùng thì hãy đến đồng hành cùng với nghệ sĩ Châu Tiểu Long để cho đêm tang lễ bớt phần thẻ lạnh hơn ạ.